khán giả, đại biểu và quý khán giả nhiệt liệt chào đón câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trong trang phục xanh trắng và câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh trong trang phục đỏ tím thi đấu vòng 6 giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota năm 2015. Đến dự khán trận đấu chiều nay, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu về phía tỉnh Gia Lai. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ông Nguyễn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota 2015. Đến dự khán còn có huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam, ông Miura. Có ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Nutifood, nhà tài trợ chính cho câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ông Jim Marcouler, Chủ tịch Học viện GMG Toàn cầu. Cùng đông đảo, quý vị đại biểu, quý khán giả cũng đến dự và các phóng viên báo đài đến theo dõi và đưa tin. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý khán giả trên các bậc cấp đứng lên để tổ chức nghi lễ. Nghiêm chào cô. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng yêu quốc, bước chân dồn van trên đường thắng miền xa. Cờ in bao chiến thắng lòng hoàng đương, sông ngoài xa chém không ngừng đánh ca. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận đấu trong trang phục xanh trắng là đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Trong trang phục đỏ tím là đội bóng đá Than Quảng Ninh. Trận đấu dưới sự điều khiển của trọng tài Võ Quang Vinh, trợ lý 1 Nguyễn Trung Hậu, trợ lý 2 ông Nguyễn Vũ Hải Phi, trọng tài thứ 4 Nguyễn Trọng Thư, giám sát trận đấu là ông Hoàng Ngọc Tuấn, giám sát trọng tài là ông Phạm Chu Thiện, điều phối viên là ông Phạm Minh Hiệp. Trận sức trung thành của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay là thủ môn mang áo số 27 Nguyễn Minh Nhật. Các cầu thủ còn lại gồm có số 6 Lương Xuân Trường đội trưởng, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Nguyễn Tuấn Anh, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Lê Hoàng Thiên, số 16 Cosmin Goya, số 17 Vũ Văn Thanh, số 18 Hoàng Thanh Tùng, số 44 Nguyễn Công Phượng và số 61 Lê Đức Lương. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là ông Guillaume Grachen. Còn đây là những cầu thủ đá chính của Than Quảng Ninh ở trận đấu này. Bảo vệ khung thành của đội khách là thủ môn mang áo số 26 Huỳnh Tuấn Linh. Các cầu thủ còn lại gồm có số 3 Bùi Trọng Nghĩa, số 5 Nguyễn Minh Tùng, số 8 Nguyễn Huy Cường, số 9 Kishito, số 10 Jonathan Mariano, số 13 Nguyễn Quang Hải, số 14 Nguyễn Hải Huy, số 17 Ma Hồng. Cầu thủ này trên hàng tấn công của Hoàng Gia Lai sẽ là Văn Toàn.
Hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Than Quảng Ninh đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội chủ nhà Hoàng Gia Lai bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Và buổi chiều ngày hôm nay, ngoài cặp đấu mà chúng ta đang theo dõi thì còn có hai trận đấu khác. Vào lúc 16 giờ thì trận đấu giữa Đồng Tháp và QNHK Quảng Nam đã được bắt đầu. Và cùng giờ với trận đấu này là cuộc so tài tại sân Hàng Đẫy giữa đội chủ nhà Hà Nội TNT và đội khách Đồng Nai. Ngày hôm nay thì Cosmin Goya được bố trí thi đấu nơi hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Cặp trung vệ của đội chủ nhà luôn là một bài toán khó đối với huấn luyện viên Jung Rasen từ đầu giải đến giờ, nhất là khi Đông Triều không thể có mặt do chấn thương. Thắng lợi 2-1 mà Than Quảng Ninh có được trước BKMX Bình Dương ở vòng 5 đã cho thấy sức mạnh của đội bóng Phúc Mỏ. Năm nay thì Than Quảng Ninh đã có một chiến lược chuyển nhượng vô cùng hợp lý. Huấn luyện viên Đinh Căng Nghĩa đã mang về đội bóng này những cầu thủ rất phù hợp với chiến lược bóng đá của ông. Một cơ hội dành cho đội khách. Người vừa chạm bóng trong khu vực 16m50 của Hoàng Gia Lai chính là Mã Hồng Quân. Công Phương. Quang Hải. Trọng tài Võ Quang Vinh đã thổi phạt với một cầu thủ của Than Quảng Ninh. Lưu Xuân Trường. Một đường bóng dài rất chính xác dành cho Văn Toàn. Người vừa theo kèm Văn Toàn chính là trung vệ Bật Hiếu. Mà Hồng Quân. Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Cầu thủ đang có bóng là Hải Huy. Thành phần của Than Quảng Ninh là một thành phần rất ấn tượng với các cầu thủ đã hoặc đang thi đấu trong màu áo của đội tuyển U23 hoặc đội tuyển quốc gia. Tiền đạo mang áo số 9 của Than Quảng Ninh là Kijito cũng đã có quãng thời gian thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia Uganda. Quang Hải đang thi đấu hơi lệch sang bên phía cánh phải. Phong độ mà Quang Hải đang có được là rất ấn tượng. Những pha lập công liên tiếp của Quang Hải không chỉ giúp Than Quảng Ninh có được chiến thắng quan trọng mà còn giúp cầu thủ này vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 2015 với 5 pha lập công, bằng với thành tích của Abbas đang thi đấu cho BKMX Bình Dương, Enroy Stevens của Hải Phòng và Patio của QNHK Quảng Nam. Tỷ số của trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Than Quảng Ninh đang là không đều. Tuấn Anh. Hồng Duy. Công Phượng vẫn đang là cầu thủ bị theo kèm rất chặt. Trong những vòng đấu gần đây thì các đội bóng mỗi khi đối đầu với Hoàng Gia Lai đều có những phương án được lập ra rất kỹ lưỡng để khóa chặt mũi nhọn Công Phượng bên phía Hoàng Gia Lai. Xuân Trường. Tuấn Anh. Pha tranh chấp của Lê Hoàng Thiên. Quang Hải. Công Phượng. Một lần nữa thì Mã Hồng Quân lại cho thấy khả năng của mình trong việc hỗ trợ phòng ngự. Xuân Trường. Đây là Cosmin Goyan. Ngày hôm nay thì nhiệm vụ của Cosmin Goyan là sẽ phải khóa chặt mũi nhọn Jonathan Mariano.
Hai bên đang cho thấy những màn tranh chấp rất kịch tính ở khu vực giữa sân. Kizito! Vẫn là các cầu thủ Than Quảng Ninh. Quang Hải không vượt qua được Xuân Trường. Than Quảng Ninh bố trí bắt người rất chặt ngay bên phía phần sân của Hoàng Gia Lai. Đội chủ nhà đang gặp phải khó khăn ở trong việc triển khai tấn công. Xuân Trường. Hồng Duy. Hoàng Thiên. Những cuộc đối đầu giữa Hoàng Gia Lai và Than Quảng Ninh đều mang đến nhiều bàn thắng. Hai đội đã gặp nhau hai lần tại V-League và mỗi đội thắng một trận. Và cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số 3-2. Hoàng Thiên. Một nỗ lực rất lớn của Hoàng Thiên, nhưng đường bóng vào trong không nguy hiểm. Và thủ môn Tuấn Linh của đội khách đã có một tình huống xử lý dễ dàng. Cánh phải đang là một hướng tấn công chủ đạo của Than Quảng Ninh. Khi mà ở bên phía cánh này, đội khách bố trí một cầu thủ chơi lắc léo và thông minh là Quang Hải thi đấu. Hải Huy. Với sức ép từ phía Quang Hải bên phía cánh phải thì một cầu thủ có khả năng tấn công tốt ở bên phía cánh trái của Hoàng Gia Lai là hậu vệ Hồng Duy. Chắc chắn là sẽ không thể dễ dàng thực hiện những pha leo biên. Cách thức bố trí đội hình hợp lý của huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa đang mang đến một thế trận mà Than Quảng Ninh là đội bóng gây sức ép tốt hơn so với Hoàng Gia Lai. Rất hay, Quang Hải. Một tình huống mà bóng đi ngang qua khung thành của Minh Nhật. Lối chơi của Than Quảng Ninh bây giờ được đánh giá rất đồng đều. Các vị trí trên sân của họ đều có khả năng tạo ra đột biến. Nếu như có Vũ Minh Tuấn trở lại đá chính nữa thì sức mạnh của Than Quảng Ninh sẽ còn đáng nể hơn. Ngày hôm nay bên phía Hoàng Gia Lai thì Lê Văn Sơn đã dự bị. Trong khi đó, Dravko, cầu thủ đã ghi bàn cho Hoàng Gia Lai ở vòng trước, cũng không đá chính. Bật Hiếu. Kizito. Sức mạnh của Kizito mang đến một sự yên tâm lớn dành cho Than Quảng Ninh ở tuyến giữa. Jonathan. Tuấn Anh. Lưu Xuân Trường. Người vừa có bóng là Văn Toàn, nhưng Trọng Nghĩa đã can thiệp rất đúng lúc. Rõ ràng là với khả năng bắt người chặt của Than Quảng Ninh thì không dễ để cho Hoàng Gia Lai có thể thực hiện những pha phối hợp nhóm. Dù rằng đội bóng này rất hiểu nhau ở những bước chạy. Trận đấu chưa có bàn thắng nhưng diễn ra hấp dẫn bởi sự kịch tính và một tốc độ cao cùng với
tính tập trung và sự quyết liệt của cao thủ hai bên. Đây là Lê Đức Lương. Văn Toàn, Công Phượng, đây Lê Hoàng Thiên. Quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Quý vị có thể thấy được những tình huống triển khai tấn công của hai đội được thực hiện một cách rất nhuần nhuyễn. Đã có lỗi đối với thủ thành của Than Quảng Ninh. Nếu so về bóng bổng thì rõ ràng là Than Quảng Ninh có lợi thế hơn rất nhiều so với Hoàng Gia Lai. Họ có Đinh Hoàng Max, một cầu thủ Nhật tịch, có Kijito, một cầu thủ đầy sức mạnh, và có chiều cao rất ấn tượng của Jonathan hay Bật Hiếu. Tuổi đời bình quân của cao thủ Than Quảng Ninh theo tính toán của ban tổ chức là 26,1 tuổi, trong khi đó thì tuổi đời bình quân của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là 21,7. Huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa đang có một đội hình đạt đến độ 9. Năm nay thì Than Quảng Ninh cũng được đầu tư rất mạnh và không giấu giếm tham vọng của mình tại V-League 2015. Vừa rồi là lỗi của Hồng Duy với Mạc Hồng Quân. Cú chơi bóng của Hải Huy. Mạc Hồng Quân. Bóng bổng sẽ là một thứ vũ khí rất lợi hại mà Than Quảng Ninh có thể sử dụng. Đinh Hoàng Max, bóng đi đúng vào vị trí của Nguyễn Minh Nhật. Cơ hội cho Hoàng Thiên. Một pha vào bóng mà chúng ta rất quen thuộc ở trong nghĩa khi còn thi đấu cho Hải Phòng và bây giờ là Than Quảng Ninh, thì Trọng Nghĩa luôn nổi bật với những tình huống và bóng quyết liệt như vừa rồi. Lối chơi này cũng đã khiến cho cầu thủ của Than Quảng Ninh trong sự nghiệp của mình đã phải nhận rất nhiều những thẻ phạt. Trong ngày hôm nay thì các cổ động viên của Hoàng Gia Lai và Than Quảng Ninh cũng đã có một buổi diễu hành qua các con phố ở Pleiku và tạo nên một hình ảnh rất ấn tượng. Cosmin Goya, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phương. Một tình huống mà Công Phương đã vượt qua được Bật Hiếu. Thêm một lần nữa thì Trọng Nghĩa lại vào bóng quyết liệt.
Đúng là một trận đấu của kẻ tám lạng người nửa cân. Hai bên thay nhau trở thành những người điều tiết nhịp độ trận đấu. Trong quãng thời gian đầu trận thì Than Quảng Ninh đã nhập cuộc tốt hơn, nhưng trong những phút vừa rồi thì Hoàng Gia Lai đã bắt đầu tìm lại được sự mạch lạc trong các pha phối hợp. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho Hoàng Gia Lai, và thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu này cũng đã được trọng tài rút ra. Thẻ phạt vừa rồi được dành cho cầu thủ mang áo số 8 Nguyễn Huy Cường của Than Quảng Ninh. Than Quảng Ninh đã chơi áp sát và không ngại thực hiện những tình huống vào bóng quyết liệt để ngăn chặn các pha phối hợp ăn ý của Hoàng Gia Lai. Như lần này thì Huy Cường đã có một tình huống phạm lỗi khiến cho Than Quảng Ninh phải đứng trước một quả đá phạt trực tiếp với góc sút rộng. Cú đá của Lương Xuân Trương. Thủ môn Tuấn Linh của Than Quảng Ninh đang là người có được những phán đoán tốt từ đầu trận đến giờ. Thẻ vàng mà trọng tài dành cho Huy Cường cũng là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Trọng Nghĩa. Than Quảng Ninh vẫn chủ yếu tấn công ở bên phía cánh phải. Sự tưng bừng đến từ phía các cổ động viên của Than Quảng Ninh. Hội cổ động viên của Than Quảng Ninh đã di chuyển một quãng đường dài để đến được với sân Pleiku và đã góp phần tạo nên một màu sắc rất ấn tượng tại đây. Sau trận đấu này thì ông Miura cũng sẽ theo dõi một trận đấu khác tại vòng 6, đó là cuộc so tài giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng diễn ra vào chiều ngày mai. Lúc này thì trận đấu giữa Đồng Tháp và QNK Quảng Nam cũng đã có tỷ số. Đội chủ nhà đã vươn lên ở phút thứ 49 của trận đấu với bàn thắng của cầu thủ ngoại binh Penosem. Trong khi đó thì trận đấu giữa Hà Nội TNT cùng với Đồng Nai vẫn chưa có bàn thắng. Xuân Trường. Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp trận đấu này thì quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi buổi tường thuật của chúng tôi trên website thể thao.vtv.vn. Những tình huống đáng chú ý và đặc biệt là những bàn thắng của trận đấu cũng sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn có thể theo dõi lại những pha lập công được cao thủ thực hiện. Lê Hoàng Thiên, Công Phượng,
Cũng bởi Công Phượng bị theo kèm quá chặt mà huấn luyện viên Gương Grasen đã quyết định xếp cầu thủ này đá lùi hơn so với vị trí quen thuộc mà chúng ta thấy ở Công Phượng. Trong những trận đấu của Hoài Gia Lai thì Công Phượng đang thi đấu trong vai trò của một cầu thủ dẫn dắt, thường nhận bóng ở khu vực giữa sân và thực hiện những pha đột phá hay những tình huống phối hợp để phát triển bóng với Tuấn Anh và Xuân Trường. Đức Lương, Quang Hải rất tốt. Kỳ Dị Tô, Quang Hải quyết định là một cú sút từ xa. Quang Hải luôn như vậy, bất ngờ và khó đoán trong các pha xử lý ở hơi trách sang bên phía cánh. Vừa rồi là một pha bóng điển hình. Quang Hải đã gây ra phần nào sự bất ngờ khi có bóng và nhìn thấy khoảng trống để thực hiện một cú sút ngay về phía khung thành của thủ môn Minh Nhật. Lối của Hải Huy với Tuấn Anh. Chúng ta vừa được xem lại tình huống va chạm giữa tiền vệ của hai đội. Hồng Duy, Lê Hoàng Thiên, lối của Quang Hải. Hồng Duy, Công Phượng. Đó là một tình huống mà Công Phượng đã thoát ra khỏi sự đeo bám của hàng phòng ngự Thanh Quảng Ninh và thực hiện một cú đá căng về phía này của Tuấn Linh. Một tình huống tạo ra sự sôi động cho các khán đài tại sân Pleiku với một pha xử lý rất gọn gàng của tiền đạo mang áo số 44 bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống này. Công Phượng rất nhanh và thể hiện sức dồn tốt để vượt qua trung vệ đội trưởng Bật Hiếu của Than Quảng Ninh. Mà Hồng Quân rất tốt. Chưa có tình huống nào đáng chú ý mà tiền đạo Jonathan có thể tạo ra. Cosmin Goya, Đinh Hoàng Max, đường chuyền quá mạnh từ bên phía cánh trái.
Quý vị đang theo dõi buổi tường thuật của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu tại vòng 6 V-League 2015 giữa hai câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Than Quảng Ninh. Lúc này tỷ số trên sân vận động Pleiku vẫn đang là không đều. Cho đến thời điểm này thì cả hai đội đều chơi chặt chẽ, tuân thủ tốt chiến thuật của huấn luyện viên. Hồng Duy, Quang Hải đã tạo ra sức ép tốt với Hồng Duy. Quang Hải luôn rất nhanh, kinh nghiệm thi đấu phong phú của cầu thủ này luôn giúp cho anh có được những vị trí bóng để hy vọng ở những pha kiến tạo hay những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Đây sẽ là những tình huống mà Than Quảng Ninh rất có lợi thế khi những cú cho bóng vào trong sẽ mang đến cơ hội dành cho những cầu thủ có chiều cao tốt bên phía đội khách. Bật Hiếu, Đinh Hoàng Max vừa phạm lỗi. Đồng Phương đang có bốn cầu thủ áo xanh của Hoàng Gia Lai. Văn Toàn, Văn Toàn đã bị vấp bóng ở trong thời khắc quan trọng nhất đối với tiền đạo số 9 của Hoàng Gia Lai. Một pha phối hợp ở tốc độ cao. Và bây giờ đến lượt câu trả lời của Than Quảng Ninh. Đúng là một trận đấu đôi công hấp dẫn. Cả hai đội thay phiên nhau thực hiện những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Cú sút của Hải Huy, bóng được luân chuyển rất nhanh về phía hai đầu cầu môn. Xuân Trương, Tuấn Anh, Hoàng Thiên thêm một pha tranh chấp giữa Công Phượng và Bật Hiếu. Đã có một cú sút của Công Phượng ở trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng nó vẫn chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ môn Tuấn Linh của Than Quảng Ninh. Rất nhanh mà Hồng Quân đã lấy được bóng. Tiếp tục là một cú sút từ xa. Cú đá rất đẹp mắt của Hồng Quân và bóng vừa mới đi chạy cột rào không thành của thủ môn Minh Nhật chỉ trong gang tấc. Có thể thấy rằng cả Quang Hải lẫn Hồng Quân đều rất tranh thủ khoảng trống để thực hiện những cú sút nhanh về phía không thành của Hoàng Gia Lai. Chúng ta đang được xem lại tình huống dẫn bóng và thực hiện một cú sút rất tốt của Hồng Quân. Với một cầu thủ được đào tạo bài bản tại châu Âu thì những pha xử lý như thế này của Hoàng Quân thể hiện sự hoang gang và cho đây sức đẹp mất. Hoàng Thiên không vượt qua được Bật Hiếu.
Hồng Duy. Hồng Duy rất chịu khó trong những pha đột phá. Trong trận đấu này thì Tuấn Linh đang chơi tốt. Ngày hôm nay thì thủ môn Hoài Anh của Than Quảng Ninh không có trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng Vùng Mỏ. Hoài Anh cũng mới là người được huấn luyện viên Miura triệu tập lên đội tuyển U23 quốc gia. Quang Hải, Kishito, Trọng Nghĩa. Như vậy là một quả penalty dành cho Than Quảng Ninh sau một lỗi khó hiểu của trung vệ Cosmin Goya. Một tình huống mắc lỗi không đáng có của Cosmin Goya. Một pha xử lý lóng ngóng của trung vệ này và khiến cho Hoàng Gia Lai phải đứng trước một quả phạt đền. Cơ hội thuận lợi để cho Than Quảng Ninh có thể ghi bàn mở tỷ số. Sau khi chạm vào ngực thì bóng đã chạm vào tay của Cosmin Goya. Một quả đá phạt 11m và đứng trước bóng là Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân đối mặt với thủ môn Minh Nhật. Tỷ số là 1-0. Than Quảng Ninh đã vươn lên dẫn trước với pha lập công từ chấm phạt đền của tiền đạo mang áo số 17 Mạc Hồng Quân. Trong một thế trận mà hai bên đang thi đấu rất chặt chẽ thì cơ hội rõ rệt nhất để mở tỷ số là đến từ một tình huống sai lầm cá nhân. Mà Hồng Quân đã có một pha dứt điểm rất lạnh lùng để mở tỷ số dành cho Than Quảng Ninh và tạo nên một sự khởi đầu thuận lợi dành cho đội khách. Như chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn thì Than Quảng Ninh đã có 3 chiến thắng liên tiếp trong những chuyến làm khách của mình ở mùa giải năm nay. Và bây giờ đang là một cơ hội để họ có thêm một thắng lợi nữa trong một chuyến thi đấu xa nhà. Cổng Phước, Mà Hồng Quân. Từ đầu trận đến giờ thì Mà Hồng Quân không chỉ phối hợp tốt trên hàng tấn công mà còn tham gia hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Hoàng Thiên, Văn Toan. Đây là Hoàng Thanh Tùng, Vũ Văn Thanh. Còn anh Xuân Trường, hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai vừa rồi đã tiếp tục có một pha phạm lỗi. Vị trí đá phạt dành cho Hoàng Gia Lai đã tiến gần hơn đến khung thành của thủ môn Tuấn Linh. Đây đúng là một trận đấu hấp dẫn khi cả hai đội đều tung hết những gì mình có để có được lợi thế lớn hơn so với đối phương. Một điểm phạm lỗi nằm cách không xa so với khung thành của thủ môn Tuấn Linh. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là chủ nhân của cú sút này. Đứng trước bóng đang là Xuân Trường, đang là Công Phượng và cả Lê Hoàng Thiên nữa. Công Phượng, bóng đi vào xà ngang.
Huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa đang bố trí các học trò của mình thực hiện một lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ. Đây cũng là một thành công đáng kể của Than Cần Ninh mỗi khi họ làm khách. Sự chặt chẽ trên sân nhà kết hợp với tính đột biến cao của cao thủ trên hàng tấn công giúp cho Than Quảng Ninh luôn chủ động trong việc hình thành nên một thế trận có lợi dành cho mình. Tuấn Anh, Hoàng Thiên, Vũ Văn Thanh, Thành Tùng. Pha can thiệp kịp thời của Huy Cường. Cầu thủ cũng đã phải nhận một thẻ vàng ở trong trận đấu này. Hồng Duy. Hoàng Thiên. Hồng Duy. Dứt điểm. Vừa rồi là một tình huống mà Hồng Duy đã gây bất ngờ bằng một cú đá từ xa, nhưng một lần nữa thì thủ môn Tuấn Linh lại có được pha cản phá xuất sắc. Khi không thể duy trì được những pha phối hợp trước sự áp sát nhanh và liên tục của Than Quảng Ninh thì dường như là Hoàng Gia Lai đang hướng đến việc tìm kiếm cơ hội bằng những cú đá từ xa. Pha sút bóng của Tuấn Anh nhưng trái bóng đã đi không chính xác. Hiệp 1 đã sắp hết thời gian thi đấu và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Bàn thắng được ghi do công của Hoàng Quân từ một quả đá phạt đền. Ngày hôm nay thì ông Giang Magoloa cũng đã tham dự vào một buổi lễ ký kết hợp đồng ghi nhớ thành lập một học viện bóng đá mới mang tên Multifoot Hoàng Gia Lai Arsenal GMG. Bàn doanh của học viện này sẽ được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và các cầu thủ được tuyển chọn cũng như đào tạo tại học viện sẽ đi theo một giáo trình tương tự như học viện Hoàng Gia Lai Arsenal GMG. Và theo như những nhà tổ chức dự án này thì những cầu thủ được đào tạo tại học viện Multifoot Hoàng Gia Lai Arsenal GMG tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành xong khoa học của mình thì sẽ được ưu tiên dành cho bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Đây có thể nói là một tin rất vui với các cổ động viên hâm mộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh để hy vọng ở một đội bóng có những cầu thủ chất lượng cao sau này. Thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Mà Hồng Quân rất hay, quá hay. Đường truyền dành cho Đinh Hoàng Max. Những bước sải chân rất dũng mãnh của Đinh Hoàng Max. Không thể có một pha đánh đầu của Jonathan. Liên tục là những pha phối hợp rất đẹp mắt của Than Quảng Ninh. Mà Hồng Quân, Đinh Hoàng Max. Quảng Hải. Pha dứt điểm kỹ thuật vào vừa rồi thì suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai dành cho Than Quảng Ninh.
Một lần nữa chúng ta thấy được sự lợi hại của Quang Hải trong những pha bóng mà cầu thủ này nhìn thấy khoảng trống phía trước mặt. Những cú đá cứa bằng lòng trong chân trái của Quang Hải luôn mang đến một quỹ đạo đào bóng rất khó chịu với các thủ môn. Những tình huống tranh chấp kịp thời và vào rất nhanh của cao thủ áo đỏ giúp họ ngăn chặn được cơ hội lên bóng dành cho đội chủ nhà. Chúng ta đang được xem lại tình huống phối hợp giữa Đinh Hoàng Max và Quang Hải. Một cú đá kỹ thuật và Minh Nhật đã phải nhòi người hết cỡ để đẩy bóng qua xa. Pha phạm lỗi của cầu thủ mang áo số 5 Minh Tùng bên phía Than Quảng Ninh. Và trọng tài Võ Quang Vinh vừa rồi cũng đã có sự nhắc nhở đối với cầu thủ này. Xuân Trường, Công Phượng đã có sự bị đau đối với Hoàng Thanh Tùng. Hoàng Thanh Tùng đã được đưa ra ngoài sân để các bác sĩ chăm sóc. Bên phía Hoàng Gia Lai cũng đã sẵn sàng một sự thay đổi người cho vị trí của Hoàng Thanh Tùng. Cầu thủ mang áo số 19 Võ Đức Cường đang khởi động ở ngoài sân. Hồng Duy trong lối chơi mà huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa xây dựng cho Thành Cầu Ninh thì các cầu thủ của đội này đều rất tích cực lên cương về thủ cùng nhau. Út Cường đã được vào sân để thay thế cho Thanh Tùng, sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Thiên, lỗi của trung vệ Bật Hiếu. Tuấn Anh rất hay. Út Cường lại là một cú dứt điểm từ xa nữa. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Than Quảng Ninh. Đội khách vẫn đang thành công trong việc duy trì một thế trận phòng ngự chặt và có chiều sâu. Chúng ta xem lại tình huống này. Hoàng Gia Lai vẫn đang phải trông cậy ở những cú sút từ xa để giải tỏa sự bế tắc. Cả Huy Cường lẫn Bật Hiếu đều thi đấu khá sâu ở bên phần sân của mình. Một hàng phòng ngự có chiều sâu như vậy khiến cho Hoàng Gia Lai rất khó để có thể tạo ra những tình huống phối hợp và đưa bóng vào trong khu vực 16-50. Tiếp tục là một pha ra vào hợp lý nữa của Tuấn Linh.
Thủ môn đã thi đấu thành công ở trong hiệp đấu này. Hiệp 1 sẽ chỉ có 1 phút bù giờ. Vẫn là Kizito có mặt ở trong những tình huống nóng bỏng để thu hồi bóng. Hoàng Thiên. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hiệp 1 của cuộc so tài giữa hai câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Than Quảng Ninh đã khép lại. Tỷ số của hiệp 1 này là 1-0 nghiêng về phía đội khách Than Quảng Ninh với bàn thắng của Mã Hồng Quân từ quả đá penalty. Một hiệp đầu diễn ra hấp dẫn với việc chơi đôi công của cả hai đội bóng ở tốc độ cao, nhưng bàn thắng của hiệp đấu này lại có dấu ấn từ sai lầm của một cá nhân, đó là trung vệ Cosmin Goya bên phía Hoàng Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với sân Pleiku để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Gia Lai gặp Than Quảng Ninh. Trận đấu trong khổ vòng 6 của V-League 2015. Hiệp 1 của trận đấu này đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách Than Quảng Ninh. Bàn thắng của hiệp 1 được ghi do công của Mã Hồng Quân, cầu thủ bên phía Than Quảng Ninh, sau một cú đá phạt đền thành công. Ở trong hiệp 1 thì cả hai đội đều đã có một thế trận khá cân bằng. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và hấp dẫn với những tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt của hai bên. Pha lập công của Mã Hồng Quân đến từ một quả đá phạt đền sau sai lầm của trung vệ Cosmin Goya bên phía đội chủ nhà. Vừa rồi trọng tài đã dành cho đội trưởng Bật Hiếu của Than Quảng Ninh một thẻ vàng. Hai thẻ vàng của trận đấu tính đến thời điểm này đều thuộc về đội khách. Trong hiệp 1 thì cầu thủ mang áo số 8 Nguyễn Huy Cường của Than Quảng Ninh cũng đã phải nhận thẻ phạt của trọng tài Võ Quang Vinh. Ở lượt đấu vào buổi chiều ngày hôm nay thì trận đấu giữa Đồng Tháp và QNK Quảng Nam đã khép lại với tỷ số 3-0. Cầu thủ ngoại Penosen đã lập được một cú đúp và bàn thắng còn lại của Đồng Tháp được ghi do công của Thanh Hiền. Trong khi đó thì kết thúc hiệp 1, trận đấu tại sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội TNT và Đồng Nai vẫn đang có tỷ số hòa không đều. Cosmin Goya sự áp sát đến từ phía các cầu thủ áo đỏ bên phần sân của Hoàng Gia Lai cho thấy hiệu quả cao. Chính sự áp sát liên tục như vậy cũng là một phần nguyên nhân có lẽ đã khiến cho Cosmin Goyan gặp phải lung túng trong pha xử lý của mình và dẫn việc đội bóng của anh phải chịu một quả penalty. Hai, Vũ Văn Thành. Hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh vẫn đang bảo lo cho nhau một cách thành công. Công Phương. Pha xử lý của Út Cường, cầu thủ vào sân để thay thế cho Thanh Tùng gặp chấn thương ở cuối hiệp 1. Quang Hải. Mã Hồng Quân. Trong hiệp 1 thì cả Mã Hồng Quân và Quang Hải đều rất tích cực thực hiện những pha dứt điểm nhanh về phía khung thành của thủ môn Minh Nhật.
Jonathan. Mà Hồng Quân đã có thêm một cú sút từ xa nữa của tiền đạo mang áo số 17 bên phía Than Quảng Ninh. Trung vệ Cosmin Goyan có lẽ đã gặp phải một chấn thương ở vùng mắt sau pha va chạm với cầu thủ của Than Quảng Ninh. Các cổ động viên của đội khách rõ ràng có lý do để vui mừng. Lúc này thì đội bóng của họ vẫn đang phòng ngự chặt chẽ và vẫn đang có những cầu thủ biết cách bùng nổ đúng lúc ở trên hàng tấn công. Trong khi đó thì phòng ngự vẫn là một bài toán rất nan giải đối với huấn luyện viên Gương Grasen. Hoàng Gia Lai có những cầu thủ tấn công tốt nhưng hệ thống phòng ngự của họ đã bộc lộ nhiều sai sót từ đầu giải đến giờ. Pha xử lý rất tự tin của Lê Đức Lương. Văn Tuấn! Đường bóng hơi dài một chút. Hơi dài một chút dành cho Văn Toàn băng lên. Trong một đoạn ngắn thì Văn Toàn đã quyết định tăng tốc. Nhưng tốc độ của anh là chưa đủ để giúp cầu thủ này có thể khống chế bóng thành công. Quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Và như thường lệ vẫn là một cú đá của Lương Xuân Trương. Đi Hoàng Max. Tuấn Anh. Hồng Duy. Công Phượng. Một pha bóng cao chân của Mạc Hồng Quân. Trọng tài Võ Quang Vinh đã rút ra thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ mang áo số 17 của Than Quảng Ninh. Ở đầu hiệp 2 này thì Hoàng Gia Lai đang trở thành những dấu hiệu tăng cường sức ép. Đội hình của đội chủ nhà được đẩy lên cao. Lần thứ 3 trong trận đấu mà Hoàng Gia Lai được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Lần này đến lượt Lê Hoàng Thiên là cầu thủ dứt điểm. Một cú sút quay đầu của Lê Hoàng Thiên. Bóng đang luẩn quẩn phía trước của thành của Thác Quân Ninh. Dứt điểm. Trọng tài cho Hoàng Gia Lai được hưởng một quả đá phạt góc. Liên tục là những pha dứt điểm liên tiếp về phía thành của thủ môn Tuấn Linh. Những phút giây mà các cổ động viên của Hoàng Gia Lai đang rất hy vọng. Xuân Trương, anh đâu? Sức ép mà Hoàng Gia Lai tạo ra có vẻ như cũng đang khiến cho hệ thống phòng ngự của Than Quảng Ninh gặp phải bối rối. Đây đã là quãng thời gian mà Hoàng Gia Lai tạo ra sức ép tốt nhất về phía Than Quảng Ninh từ đầu trận đấu đến giờ. Những quả phạt góc liên tục của đội chủ nhà. Cú đá phạt góc của Công Phượng. Tiếp tục là một pha bắt bóng xuất sắc khác của Tuấn Linh. Thủ môn của Than Quảng Ninh đã chơi rất tốt ở trong trận đấu này. Đình Hoàng Max. Kizito. Quang Hải. Khả năng hoán đổi vị trí của Quang Hải và Đình Hoàng Max cũng sẽ giúp cho Than Quảng Ninh tạo ra bất ngờ. Quang Hải suýt nữa đã có được một pha dứt điểm của Quang Hải sau một tình huống mà cầu thủ này
đã cố gắng để không chơi bóng trong phạm vi hẹp. Công Phượng Vũ Văn Thanh Công Phượng người vừa chạm bóng là Văn Toàn. Các thủ thành của Ninh cơ bắp hơn, có chiều cao tốt hơn, và do vậy mà đội khách luôn có lợi thế lớn hơn ở trong những tình huống tranh chấp tay đôi, và nó buộc các cầu thủ trẻ của Hoàng Gia Lai phải đưa ra những quyết định xử lý nhanh chóng để tận dụng cơ hội. Cơ hội cho Thanh Quảng Ninh, sút bóng. Jonathan Đinh Hoàng Max Kizito Văn Toàn vừa rồi đã lấy được bóng trong chân của Trọng Nghĩa. Công Phượng vừa rồi trọng tài Võ Công Vinh đã rút ra thẻ vàng với cầu thủ của Hoàng Gia Lai do một lỗi trước đó, một lỗi mà Lê Đức Lương đã phạm phải đối với Mạc Hồng Quân. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Trận đấu đang diễn ra với những nỗ lực hãm thành liên tiếp của Hoàng Gia Lai. Hoàng Thiên lỗi việt vị của cầu thủ mang áo số 17 Vũ Văn Thanh. Bây giờ đến lượt Than Quảng Ninh có sự thay đổi cầu thủ. Tác giả của bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này là Mạc Hồng Quân sẽ ra nghỉ sau khi gặp phải chấn thương. Thay thế cho Mạc Hồng Quân sẽ là Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ mang áo số 77. Những sự thay đổi người mà huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa và Guillaume Grachen đưa ra trong trận đấu ngày hôm nay đều đến từ việc các cầu thủ của họ gặp phải chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Quang Hải rất nhanh, vẫn là Quang Hải.
chưa có thêm bàn thắng thứ hai dành cho Than Quảng Ninh sau một nỗ lực đi bóng có thể nói là táo bạo của Quang Hải. Đúng là với một cầu thủ luôn chơi lắt léo như Quang Hải thì khó có thể đọc được những ý nghĩ hay đoán trước được những quyết định xử lý của cầu thủ này. Công Phước, chính sự áo sát một cách liên tục giúp cho Than Quảng Ninh tạo ra được một hệ thống phòng ngự từ xa. Hoàng Thiên, Công Phượng, Hồng Duy, đường chuyền rất chính xác của Lưu Xuân Trường. Hoàng Thiên không được. Một lần nữa thì thủ môn của Than Quảng Ninh lại đoán được ý đồ dứt điểm của cầu thủ bên phía Hoàng Gia Lai. Trong hiệp 2 này thì mật độ những tình huống hãm thành và những cú dứt điểm của Hoàng Gia Lai cao hơn rất nhiều so với những gì họ làm được ở trong hiệp đấu đầu tiên. Tuấn Anh, Cosmin Goya, rất khôn ngoan. Lê Hoàng Thiên lại là một cú đá nữa, một góc sút tương tự, nhưng Lê Hoàng Thiên lần thứ hai trong vòng 1 phút vẫn chưa thể vượt qua được thủ thành của Than Quảng Ninh. Bên cạnh các pha phơi đồng đội thì đội chủ nhà đang tích cực hơn trong việc sử dụng những tình huống xử lý cá nhân. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống mà Lê Hoàng Thiên đã xử lý rất kỹ thuật. Cú đá vẫn chưa đủ độ khó để có thể ghi bàn cho Hoàng Gia Lai. Xuân Trường, Văn Toàn, Hoàng Thiên, cú đá thứ ba liên tiếp trong vòng 1 phút của Lê Hoàng Thiên. Cú đá thứ ba, lần này thì bóng đã đi không chính xác. So với hai lần dứt điểm trước đó thì bóng đều đi về phía khung thành của thủ môn Tuấn Linh. Than Quảng Ninh vẫn đang cho thấy một lối đá phòng ngự hợp lý và buộc Hoàng Gia Lai phải cố gắng tìm kiếm cơ hội từ khoảng trống ít ỏi và những cú dứt điểm từ xa. Đội hình của Hoàng Gia Lai đã được đẩy lên cao và chúng ta nhìn thấy nhiều hơn những tình huống bóng dài của Than Quảng Ninh để tổ chức ngay những pha phản công. Văn Toàn, Xuân Trường,
Đình Hoàng Max. Rất nhịp nhàng, pha phối hợp tuyệt vời của Thanh Quảng Ninh. Nhưng cú sút của Nghiêm Xuân Tú thì hơi vội, khi vị trí mà anh dứt điểm không được thuận lợi. Đình Hoàng Max. Phản công dành cho Hoài Gia Lai. Đây không phải là một trận đấu mà Jonathan có được những tình huống xử lý bóng thành công. Tuy vậy thì anh vẫn được huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa sử dụng để tạo ra một sức ép thường xuyên với khung thành của thủ môn Minh Nhật. Hiệp 2 đang chứng kiến một Hoa Anh Gia Lai chủ trương chơi tấn công và một Than Quảng Ninh đang bố trí một hàng phòng ngự dày ở bên phần sân của mình. Sự dứt khoát trong những tình huống vào bóng hay phá bóng luôn được đội khách quán triệt. Bây giờ thì họ sẽ có sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là một sự thay đổi người đáng chú ý của Than Quảng Ninh. Quang Hải rời sân và thay cho anh là cầu thủ đá hay nhất của Than Quảng Ninh trong mùa giải trước là Vũ Minh Tuấn. Vũ Minh Tuấn đã gặp phải chấn thương háng khi tham dự cùng đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2014. Và bây giờ thì anh đã trở lại. Huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa đã thay cả hai cầu thủ đá chính trên hàng tấn công của mình ở trận đấu này là Quang Hải và Mạc Hồng Quân. Văn Thanh. Lỗi của Jonathan Mariano. Xuân Trương. Đường chuyền quá mạnh dành cho Hồng Duy. Một đường bóng mà Hồng Duy đã chuyền mạnh lên phía trên nhưng không cầu thủ đồng đội nào có thể kịp thời chạy chỗ để nhận bóng. Hồng Duy. Tuấn Anh. Tuấn Anh luôn là một cầu thủ rất quan trọng đối với Hoàng Gia Lai khi phát huy tốt được những tố chất của mình ở trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Văn Tuấn. Vũ Văn Thành. Vẫn không vào. Một lần nữa thì Tuấn Linh lại trở tay. Bóng chạm vào một cầu thủ Than Quảng Ninh đổi hướng nhưng thủ môn của Than Quảng Ninh ở trong trận đấu này quả thực là có một ngày thi đấu hết sức xuất sắc. Bóng đã chạm vào một cầu thủ của Thanh Quảng Ninh đổi hướng nhưng Toàn Linh đã kịp thời thực hiện cú đẩy bóng để giải nguy trong thành đội nhà. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Thanh Quảng Ninh.
sự chăm chú của huấn luyện viên Miura dành cho những cầu thủ trẻ của hai đội Hoàng Gia Lai lẫn Thanh Quảng Ninh ở trận đấu này. Lương Xuân Trường, Cosmin Goya, Vũ Văn Thanh, Hoàng Thiên. Với sải chân dài thì Bật Hiếu rất chủ động. Xuân Trương. Các hậu vệ biên của Hoàng Gia Lai trong hiệp 2 này đều tích cực dâng cao. Văn Toàn, Tuấn Anh. Rất khó để đưa được bóng vào trong khu vực 16m50 của đội khách. Jonathan. Lương Xuân Trường, Công Phượng, cách biệt giữa hai đội cho đến ngày vẫn đang là một bàn và ông Gion Grachen vẫn chưa có thêm những quyết định thay đổi cầu thủ. Út Cường, mỗi khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm thì các cầu thủ Than Quảng Ninh đều cố gắng để phá bóng giải nguy nhanh. Công Phượng đá phạt góc. Dứt điểm. Đó là một bàn tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 17 Vũ Văn Thanh. Sức ép cuối cùng cũng đã được Hoàng Gia Lai chuyển hóa thành một bàn thắng đẹp mắt. Tỷ số tại sân Pleiku bây giờ là 1-0. Trong hiệp 2 này thì cầu thủ mang áo số 17 Vũ Văn Thanh đã nổi lên, trở thành một mắt xích quan trọng trong những tình huống tấn công của Hoàng Gia Lai. Chúng ta đã được xem lại một bàn thắng quá đẹp mắt của Vũ Văn Thanh. Công Phượng đã gây bất ngờ cho hàng thủ của Thanh Quảng Ninh khi không thực hiện một cú đá phạt góc bổng vào bên trong như thường lệ, mà thay vào đó là một đường chuyền ngược trở lại cho Vũ Văn Thanh dứt điểm. Một cú đá đưa bóng đi đẹp mắt. Ngay sau đó thì Thanh Quảng Ninh đã có câu trả lời, một câu trả lời xứng đáng của Thanh Quảng Ninh về phía tay của Minh Nhật. Chúng ta sẽ còn chờ đợi thêm những diễn biến hấp dẫn nữa tại sân Pleiku khi bây giờ tỷ số là 1-0. Phải sau rất nhiều những lần dứt điểm thì đến cú đá cực kỳ đẹp mắt của Vũ Văn Thanh
Hoàng Sơn Lai mới có được pha lập công. Sức ép liên tục cuối cùng cũng đã mang đến kết quả dành cho đội chủ nhà. Bây giờ là cơ hội cho Jonathan. Pha xử lý hơi nặng nề của tiền đạo mang áo số 10 bên phía Thanh Quảng Ninh. Lê Hoàng Thiên. Một pha phạm lỗi từ phía sau của cầu thủ bên phía Thanh Quảng Ninh. Đó là một tình huống phạm lỗi rất quyết liệt của Thanh Tùng. Xin lỗi các bạn, của cầu thủ mang áo số 5 Nguyễn Minh Tùng. Và chúng ta chờ đợi quyết định của trọng tài. Một chiếc thẻ đỏ. Đó là một chiếc thẻ đỏ chốt quyền thi đấu mà trọng tài Võ Quang Minh vừa xuất ra với cầu thủ mang áo số 5 Nguyễn Minh Tùng của Thanh Quảng Ninh. Lối chơi sắt và quyết liệt của Thanh Quảng Ninh có hai mặt. Một mặt thì nó giúp đội bóng này thành công trong việc hạn chế tối đa những pha phối hợp đồng đội và những tình huống đột phá cá nhân của Hoàng Sơn Lai. Nhưng một mặt khác thì nó cũng khiến cho các cầu thủ Thanh Quảng Ninh rất dễ và linh thể. Chúng ta đã được xem lại tình huống này. Đúng là một tình huống vào bóng quá thô bạo của Minh Tùng. Trận đấu đang có một bước ngoặt quan trọng. Bàn thắng cơ hòa của Võ Văn Thanh. Và bây giờ đến lượt chiếc thẻ đỏ đối với cầu thủ Minh Tùng của Thanh Quảng Ninh. Và lợi thế bây giờ đang được dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Toàn. Đúng là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn trong buổi chiều chủ nhật hôm nay. Hai đội bóng đều có những cầu thủ giỏi, nhập cuộc quyết tâm và đầy tập trung. Công Phương. Hiệp hai chứng kiến một sức ép toàn diện của Hoàng Gia Lai về phía thanh của Thanh Quảng Ninh. Jonathan. Sau khi vào sân thì Vũ Minh Tuấn vẫn chưa có được những tình huống phối hợp đáng chú ý cùng với đồng đội. Mới trở lại sau chấn thương nên có lẽ Minh Tuấn sẽ cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác bóng và thích nghi với một trận đấu đang có tốc độ cao như thế này. Bây giờ đến lượt câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh có sự thay đổi cầu thủ. Jonathan đã ra nghỉ và thay cho anh là Nguyễn Văn Việt. Đây cũng là sự thay đổi người cuối cùng của Thanh Quảng Ninh trong trận đấu ngày hôm nay. Jonathan không để lại dồn đáng kể nào từ những pha dứt điểm của mình. Và những cầu thủ đá chính trên hàng tấn công, bộ ba Jonathan, Quang Hải và Hồng Quân đều đã được huấn luyện viên Đinh Căng Nghĩa thay ra. Pha phạm lỗi của Huy Cường. Trung vệ này cũng phải rất cẩn thận bởi anh đã phải nhận một thẻ vàng ở trong hiệp 1. Bây giờ thì Hoàng Gia Lai đang thi đấu với lợi thế hơn người. Hoàng Thiên. Tuấn Anh. Pha xử lý rất hay của Tuấn Anh. Công Phương. Vũ Văn Thanh. Dứt điểm.
Vũ Văn Thanh với những pha xử lý rất hay của mình đang là một nhân vật mà hàng phòng ngự của Thanh Ninh cần phải đặc biệt cảnh giác. Những pha xâm nhập bất thần của cầu thủ mang áo số 17 này luôn khiến cho các cầu thủ Thanh Ninh bị bất ngờ, bởi những bật hiếu hay Huy Cường còn mải đã bám với Công Phượng và Huy Toàn. Vũ Văn Thanh cũng đang là tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho Hoàng Gia Lai với một cú sút từ ngoài vòng cấm Điều Nghệ. Một quả đá phạt góc dành cho Than Quảng Ninh. Trong một thế trận khó khăn thì đội khách có thể chờ đợi ở những tình huống cố định. Công Phương, Công Phương đã vượt qua được Nguyễn Văn Việt, cầu thủ vào sân. Rất quyết liệt, trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Cosmin Goya, vẫn là những pha bóng quyết đoán của các cầu thủ Than Quảng Ninh. Sự game mỗi lúc một lớn hơn. Vũ Văn Thanh, Xuân Trường, Nghiêm Xuân Tú, đây là Vũ Minh Tuấn, rất tốt. Vũ Minh Tuấn, tình huống đáng kể đầu tiên mà Vũ Minh Tuấn để lại dấu ấn sau khi được vào sân. Một bầu không khí rất sôi động hiện tại ở sân Pleiku Gia Lai. Các cổ động viên của cả Hoàng Gia Lai lẫn Than Quảng Ninh đều đang cố gắng hết sức mình để động viên tinh thần cho các cầu thủ. Phản công cho Hoàng Gia Lai, bây giờ là một đợt phản công với người đang có bóng là Phan Toàn. Công Phương, đường truyền dành cho Lê Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, quý vị và các bạn có thể theo dõi trên website thetao.vtv.vn những pha lập công mà cầu thủ của hai bên đã thực hiện ở trong trận đấu này. Công Phương, trận đấu không còn nhiều thời gian và tỷ số trên sân Pleiku vẫn đang là 1-1. Than Quảng Ninh mở tỷ số trước nhờ bàn thắng của Mã Hoàng Quân ở hiệp 1. Hoàng Gia Lai có bàn gỡ ở hiệp 2 từ cú sút của Vũ Văn Thanh. Đây là Công Phượng, Than Quảng Ninh vẫn đang cố gắng chơi phòng ngự phản công. Bây giờ là một tình huống lên bóng nhanh rất thoáng. Vũ Minh Tuấn sẽ là cầu nối giữa hàng phòng ngự và hàng tấn công của Than Quảng Ninh.
Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế hơn một chút về quân số và về tâm lý, nhưng cơ hội cũng vẫn mở ra rất nhiều đối với Than Quảng Ninh. Huy Cường một trận đấu mang đến sự hồi hộp, đặc biệt là ở những phút cuối này cho những ai đang theo dõi. Một trận đấu mà cả hai đội đã cống hiến hết mình. Vào chiều mai thì vòng 6 V-League 2015 còn 4 trận đấu. Vào lúc 16 giờ sẽ là cuộc so tài giữa sổ số Kiến Thiết Cần Thơ và BKMX Bình Dương. Sau đó nổi tiếng sẽ là 3 trận đấu. Giữa Sông Lam Nghệ An gặp Thanh Hóa, Sana Khánh Hòa gặp Đồng Tân Long An và SHB Đà Nẵng gặp Hải Phòng. Đây cũng sẽ là cuộc đọ sức được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Lưu Xuân Trường. Công Phượng. Bóng đá đi đường biên dọc. Bây giờ thì Than Quảng Ninh gần như chỉ còn Minh Tuấn là thường trực trên hàng tấn công. Văn Toàn. Lưu Xuân Trường. Hoàng Thiên. Trong những phút vừa rồi thì Than Quảng Ninh đã chủ động làm giảm nhiệt độ trận đấu. Và đây là một thành công của họ. Đội khách đã chủ trương chơi chậm lại và không để cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tận dụng được ưu thế về mặt quân số và về mặt tâm lý để có thể gây ra những sức ép lớn hơn nữa về phía khung thành của đội nhà. Sự điều chỉnh nhịp độ thi đấu như thế này sẽ mang đến cho Than Quảng Ninh một sự đảm bảo lớn hơn. Một sự đảm bảo lớn hơn dành cho Than Quảng Ninh khi mà Hoàng Gia Lai thi đấu đang sung sau bàn thắng của Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh. Tuấn Anh không hề có lỗi với Văn Toàn. Công Phượng xuất động, bóng đúng ở vị trí của Tuấn Linh, lại thêm một cú sút xa nữa của Công Phượng. Không còn nhiều thời gian,
Trận đấu đang trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng và tỷ số tại sân Pleiku đang là 1-1 trong một trận đấu giàu cảm xúc. Cơ hội cho Thanh Quảng Ninh, Vũ Minh Tuấn dứt điểm, tỷ số là 1-1 cho Thanh Quảng Ninh. Một màn trở lại tuyệt vời của Vũ Minh Tuấn và cầu thủ ma số 6 của Thanh Quảng Ninh đã đánh dấu lại sự trở lại của mình bằng một bàn thắng tuyệt vời. 2-1 cho Thanh Quảng Ninh ở những phút cuối. Niềm vui mừng rất lớn dành cho các cổ động viên Thanh Quảng Ninh. Một tình huống mà Vũ Minh Tuấn đã có được nhiều khoảng trống và cầu thủ này đã tận dụng rất tốt thời cơ. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý này của Vũ Minh Tuấn rất gọn gàng. Cú sút là quá đẹp mắt và Thanh Quảng Ninh đã vươn lên dẫn trước 2-1 khi mà thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều. Huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa đã thành công trong những chỉ đạo chiến thuật của mình. Điều đó giúp cho Thanh Quảng Ninh bây giờ đã vươn lên trước đội chủ nhà khi mà hiệp 2 sẽ chỉ có 3 phút bù giờ. Sau khi ghi bàn thắng thì Vũ Minh Tuấn ăn mừng cũng rất chừng mực. Hoàng Thiên đúng là một trận đấu quá hay từ khi nó chưa diễn ra và bây giờ cho đến cả những phút cuối cùng nữa, tất cả mọi thứ xung quanh trận này đều rất đáng nói. Và trong những cuộc so tài giữa Hoàng Gia Lai gặp Thanh Quảng Ninh thì đúng là bàn thắng không bao giờ thiếu cả. Ở trong hai lần trước tỷ số đều là 3-2, cách biệt chỉ là một bàn mà thôi. Và ở trận đấu này thì Thanh Quảng Ninh cũng đang dẫn trước Hoàng Gia Lai với cách biệt một bàn và tỷ số là 2-1. Cơ hội dành cho Hoàng Gia Lai, dứt điểm, không vào. Lại là một pha sát nhập của Vũ Văn Thanh, cầu thủ chơi nổi bật nhất của Hoàng Gia Lai trong trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại tình huống đối mặt của Vũ Văn Thanh với thủ môn Tuấn Linh. Tuấn Linh lao ra rất nhanh và khiến cho góc sút của số 17 bên phía Hoàng Gia Lai đã bị hẹp đi đáng kể. Một trận đấu của những toàn tính chiến thuật, của sự tỏa sáng các cá nhân, những bàn thắng hết sức đẹp mắt và tất cả những pha bóng giàu cảm xúc. Trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Thanh Quảng Ninh đã kết thúc. Chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân khách của Thanh Quảng Ninh. Và đây là một kết quả xứng đáng dành cho đội bóng vùng mỏ nhờ một chiến thuật hợp lý và sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân, kết hợp với những sai lầm bên phía hàng phòng ngự của đội chủ nhà Hoàng Gia Lai. Các cầu thủ trẻ Hoàng Gia Lai cũng rất đáng khen trong trận đấu ngày hôm nay, khi mà họ đã thi đấu quên mệt mỏi và tạo ra được một trận đấu đôi công nghẹt thở với đội bóng đang có phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại là Thanh Quảng Ninh. Xin được chúc mừng Thanh Quảng Ninh với thắng lợi trên sân Pleiku của Hoàng Gia Lai để giúp đội bóng này tiếp tục có được một sự